Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bó một cái bó hoa như thế này. Đây là hoa oải hương, mình làm tượng trưng thôi. Đây. Bó hoa này gói bằng giấy xi măng nhá, cái giấy mà mình hay dùng để bọc hàng cho khách. Mình thấy nó cũng khá đẹp nên là mình làm hướng dẫn các bạn nhé. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào làm, mình sẽ hướng dẫn cách các bạn chi tiết cách bó một bó hoa như thế này nhé. Nguyên liệu chính các bạn chuẩn bị là có giấy xi măng nhé. Đây giấy xi măng. Các bạn chuẩn bị cho mình mấy tờ có kích thước như thế này. Đây là 3 tờ kích thước 25 x 25 cm, giấy xi măng một tờ nữa kích thước là 35 x 25 cm nhá, và dây băng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm. Kích thước cái tờ kích thước 35 x 35 cm các bạn đặt như thế này. À, phần hoa này trước tiên thì chúng ta sẽ buộc cố định lại nhá. Các bạn dùng chúng ta sẽ đặt như thế này. Bóp chéo này, sau đó các bạn này, bên này cũng tương tự như vậy. Các bạn có thể dùng băng dính hoặc là dây cột lại nhé. Ở đây mình không có băng dính ấy, nên là mình dùng tạo bằng dây nhé. Rồi các bạn chỉnh cái vết bó đầu tiên như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng đến cái tấm 25 x 25 như thế này nhé. Các bạn đặt chéo ở đây. Được chưa? Các bạn bó chéo vào như thế này. Đúng lại. Tiếp thêm một tờ nữa đặt chéo ở góc này. Đây các bạn bó lại.
sau khi bỏ xong thì các bạn theo mình ấy thì mình chỉ làm một lớp thôi nhá. Các bạn bỏ hai cái lớp này đi nhá. Các bạn không dùng nữa. Đây các bạn chỉ cần bó một cái đây như thế này thôi. Ok. Chúng ta sẽ buộc lại nhá. Hoặc là các bạn có thể dùng băng dính. Đây ở đây. Mình thấy bó một cái lớp thì nó đẹp hơn đấy. Lúc nãy mình làm thì nó không được đẹp lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cho phần nơ vào nhé. Đây các bạn có thể làm nơ màu tím. Không được đều. Ôi, tôi chết rồi. Sorry các bạn. Đây mới là mặt là trước, tại vì cái nơ này nó bị ngược. Quay nhanh tại vì sợ sắp tối rồi á, cái ánh sáng nó không được tốt lắm. Sau khi bó xong thì chúng ta sẽ được một bó hoa như thế này. Khá đơn giản. Mình nghĩ là có một số bông hoa ấy thì mình bó đơn giản như thế này thôi, nhìn thì nó sẽ đẹp ấy. Đây, các bạn có thể làm theo cách bó hoa này nhé, để bó được một bó hoa ưng ý nhé. Chúc các bạn thành công với cái cách bó hoa này nhá. Hy vọng là sẽ giúp ích cho các bạn nhiều trong việc làm hoa giấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau.